luôn đi này. Chia tay em. Bố mày đéo phải tiếc. Bố được lời luôn. Mẹ mày bố mày thì mẹ bố phải tiếc tình cảm thôi. Một năm giờ ấy nữa. Này, tao thật luôn đi nhà. Như của tao ấy, giờ nó xinh. Nào giờ mày tụi mày như nào? Như nào? Mẹ bố như này là vì ai? Yêu à? Sao? Hỏi không nói. Anh ơi, em kể em này. Sao đây kia nói chuyện? Một bên. Sao? Sao mà lại chịu điện thoại em? Nói chuyện với em. Mày ăn phạt ơi! Em quá lại. Mày đi chơi kiểu này có mày mặc tề mày đi chơi với ai? Mày nhìn mày mặc cái này. Mặc bẩn làm sao? Tao chị đưa ra. Chị có gì anh nói chuyện với em tự nhiên vậy? Hân hồng đi với em. Mày mặc quần áo này luôn. Anh đang đi chơi mà. Tao cho anh, tao bảo mày mặc này. Em đi chơi với bạn gái mà. Mày ấy ngay cái này vào. Giả điện thoại. Không. Giả. Không. Nhanh. Mày giả điện thoại nhắn tin bạn tao. Anh nhắn tin bạn làm gì? Bạn tao mày đừng hỏi à? Tao là tao đưa mày nhanh. Nhanh. Mày quá tao. Béo tự nhiên về thái độ gì với tao. Ôi mày ngu mày chết mẹ mày đi. Mày kêu cái gì? Đâu. Kệ mày. Nhất nhéo gì? Hãm ngừa. Tự nhiên nó đi chơi bẻ không? Cho người ta đi chơi bẻ thái độ béo. Mẹ tao mới đi. Tao mới đi có khoảng 2 tiếng. Tao chịu, tao đéo thích. Đéo thích gì? Mày mặc quần áo như này. Mày nghe mà còn đù đi. Ngáo à? Em ngáo đâu, tự nhiên anh có gì không? Hả? À, sao đấy? Bỏ ra. Thôi, toang con mẹ mà cả bị mất. Mẹ ơi, tao biết mẹ bị sợ như thế, tao làm thế nào? Tao làm gì mày? Ở đây cứ bố chịu. Thế mẹ phải có nói không? Mẹ chán rồi nói câu. Mẹ còn lý do bố mà rồi. Giờ tao bảo mày, mày đi chơi mày mẹ ăn mặc như này. Mặc gì? Mặc con đồ áo cộc thì em sao? Đi chơi thằng nào? Mẹ. Đi với mặc ăn. Tao nói thẳng mày luôn đi nè. Chia tay em. Mình giữ nhau thật chặt nghe nếu. Chia tay. Nó là ai? Đừng có tao, đừng có đánh tao làm gì tao. Bố bảo rồi. Mày nhờ nó vừa thôi. Mày im để tao nói chuyện mày. Đéo thì mẹ cái đấy em để mày nó mang ra mày nói đùa. Tao đéo đùa. Tao bảo mày này, chia tay đi. Tao không thích yêu mày nữa, đúng chưa? Mày đéo xin một con nghiếu của tao. Đéo mua một con nghiếu của tao. Mày đéo xin một con nghiếu của tao. Đéo mua một con nghiếu của tao. Sao mày ngu thế hả? Nghiếu cũ nào? Con nào? Tao quay lại nghiếu cũ tao, đúng chưa? Lại. Tao quay lại nghiếu cũ tao, đừng đánh tao. Đi ra, đừng đánh tao. Mày có đánh tao? Bố quay lại nghiếu cũ. Bố mày không tốt này. Ta là không biết, giá ta đánh nó cũng đã sinh thì tao ấy thôi. Đúng là con trai của ta. Đừng. Ta chả làm béo thì mà đừng. Mày bị điên à? Mày sống với mức độ đấy luôn ấy. Mày tiếc bố rồi đúng không? Bố mày đéo phải tiếc. Bố được lời luôn. Mẹ mày bố mày thì mày phải tiếc tình cảm thôi. Một năm giờ ấy nữa. Này, tao nói thật luôn đấy nha. Nghiêu của tao ấy, giờ nó xinh. Nào giờ mày chung mày như nào? Mày như nào? Mẹ bố như này là vì ai? Vì cái chia tay. Liệu anh có còn tiếc nuối ngàn lần anh nghĩa đôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Máy quay. Nào, quay ra chào anh em gái, quay video. Thì đấy nhá, anh em mà muốn tôi chôn người yêu nữa thì tôi đã vừa chôn con danh con nhà tôi xong anh em ạ. Khóc từ đầu đến cuối. Đấy nhá anh em nhá, anh em nào mà có ý tưởng hay là cái gì mà chôn người yêu tôi nữa thì anh em cứ comment. Và anh em mà thấy video tôi hay, anh em nhớ ấn like, đăng ký để ủng hộ tôi làm video nữa anh em nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em.